Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 36. Không có năng lực làm việc gì thì không nên cố gắng. Thật là bị hắn dễ dàng giành được, mình tốn bao nhiêu công sức tính toán làm gì. Chu Nhị Lang cười rạng rỡ, chắp tay chào. Tạm biệt. Muội muội nở nụ cười, sẵn lòng tiếp tục cùng Chu Nhị Lang ngắm cảnh. Quý Diệu Đình rất vui mừng, cảm ơn Dương Tĩnh Nguyên đã giúp đỡ, trao cho hắn một tấm thẻ người tốt. Dương Tam Lang đúng không? Ngươi là người tốt, Chu Nhị Lang sẽ không trách ngươi đâu. Đừng để trong lòng, ta và muội tử của ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tranh giành. Ngươi rộng lượng, cáo tử. Từ... Người xung quanh nhìn hắn như một câu chuyện cười. Vẻ mặt của Dương Tĩnh Nguyên lại rất khó coi. Quý anh anh dùng quạt tròn che miệng cười, đôi mắt lộ rõ niềm vui, rồi quay người định đi. Này, quý nhị nương, ngươi cũng nghĩ rằng ta không bắt được kỳ lân đúng không? Hắn làm việc này vì ai? Quay đi không thèm để ý đến hắn. Dương tĩnh nguyên không chịu thua. Ngươi giả vờ không biết, ta phải nghe ngươi sao? Nghe thấy tiếng gọi quý nhị nương, chu nhị lang giật mình. Nhị nương, các ngươi quen biết nhau à? Quý diệu đình không thể không thừa nhận chu nhị lang quá thật thà. Chính mình cũng thấy rõ ràng, ngươi một lòng đổ dồn vào muội muội của ta, ngươi sao lại không nhận ra chứ? Quý anh anh gật đầu. Đúng rồi, biết chứ. Hắn là Dương Tam Lang của nhà Cẩm Vương. Chu Nhị Lang nhìn Dương Tĩnh Nguyên với ánh mắt không thiện cảm. Hắn có nhiều bạn bè, cũng không phải là không hiểu đời. Một khi trong lòng sinh nghi, đã cảm thấy sự việc không đúng. Dương Tĩnh Nguyên muốn bắt Kỳ Lân, rõ ràng không phải để bồi thường cho mình. Chẳng lẽ hắn cũng muốn nịnh nọt quý anh anh, đãi bạn bè rộng rãi, nhưng với vợ thì không thể hào phóng như vậy. Chu Nhị Lang giận dữ nói: "Dương Tam Lang, ngươi vừa rồi có phải cố ý phá hỏng con kỳ lân của ta không?" Dương Tĩnh Nguyên đùa giỡn tiểu nương tử cũng sẽ không phủ nhận, huống chi là phá hỏng một con kỳ lân. Hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay của Chu Nhị Lang, bừng tỉnh hiểu ra, tính cách phóng túng lại xuất hiện. "Ta đã không nói sẽ bồi thường cho ngươi sao? Thật là cố ý đến để giành vợ của ta." Chu Nhị Lang đã bắt được con kỳ lân với niềm hứng khởi và đắc ý tan biến. Quan trọng nhất là hắn còn chưa nghe thấy quý anh anh khen ngợi mình một câu đã bị Dương Tĩnh Nguyên phá hỏng. Hắn giận dữ nói. Ai thèm tiền của ngươi, ngươi thử bắt con kỳ lân đi. Tình thế trở nên căng thẳng, không biết chừng còn muốn đánh nhau. Cố ý phá hỏng con kỳ lân đó là vì muội muội sao? Quý Diệu Đình đã hiểu ra, dù sao cũng là vì muội muội mà làm, hắn được khuyên giải. Hắn đứng giữa hai người, khuyên Chu Nhị Lang. Nhị Lang, thôi nào, bắt được kỳ lân không phải điều vui vẻ sao? đừng so đo nữa. Quý anh anh cũng lo lắng, mở miệng khuyên. Chu nhị ca, bắt được kỳ lân là ngươi có vận may tốt. Có vận may này thì vui vẻ thôi, chỉ là bức tranh thôi, không đáng gì cả. Hãy vào trong thưởng thức hoa cúc đi. Sắc mặt Chu nhị lang dịu đi một chút, cũng đúng vậy, bắt được kỳ lân là để quý anh anh vui vẻ. Kỳ lân bị gãy đuôi, lại được quý anh anh an ủi, trong hỏa có phúc. Ở đây khoe khoang với người này chỉ lãng phí cơ hội ở bên quý anh anh. Chu Nhị Lang vốn rộng lượng, chừng mắt nhìn Dương Tĩnh Nguyên một cái, rồi không dây dưa cái cọ với hắn nữa. Đoàn người bỏ lại Dương Tĩnh Nguyên và định rời đi. Hôm nay hắn trở thành kẻ ngốc sao? Người ta còn an ủi hắn. Dương Tĩnh Nguyên rất khó chịu. Hắn bước lên một bước, nắm lấy cổ tay Chu Nhị Lang, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, lấy chiếc nhẫn trên tay hắn xuống. Khi thấy Chu Nhị Lang định la lên, Dương Tĩnh Nguyên thấp giọng nói: Ngươi không muốn người ta biết ngươi bắt kỳ lân như thế nào à? Chu Nhị Lang thấy Dương Tĩnh Nguyên đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, mồ hôi lập tức tuôn ra trên trán. Ta chỉ muốn vui vẻ thôi, yên tâm, ta nói sẽ bồi thường cho ngươi một con kỳ lân, nhất định không nuốt lời. Dương Tĩnh Nguyên vỗ vai hắn và cười, với chiếc nhẫn nam châm đó, kẻ ngốc cũng có thể bắt được kỳ lân. Chu Nhị Lang chột dạ lau mồ hôi, vẻ mặt đau khổ, lắp bắp nói với huynh muội nhà họ Quý. Ta, ta vẫn muốn hắn bồi thường cho ta một con kỳ lân lo lắng Dương Tĩnh Nguyên vạch trần chiêu trò của mình, biết rằng lần này Dương Tĩnh Nguyên chắc chắn có thể bắt được kỳ lân. Chính mình còn muốn ủng hộ, Chu Nhị Lang thật muốn mua miếng đậu hù để đập chết mình. Sao hắn lại không giữ chiếc nhẫn nam châm đó chứ? Dễ thôi, dễ thôi. Dương Tĩnh Nguyên cười hì hì nhìn huynh muội nhà họ quý quay lại, đắc ý nói với đường hỏa trương. Mau vẽ đi. Đường hỏa trương cũng mặt mày khổ sở, trong mắt đầy sự cầu xin. Ngài bắt một con là được rồi đúng không? Dương Tĩnh Nguyên nhếch miệng, thấp giọng nói. Ta đang giúp ngươi làm ăn đây, nhân lúc bây giờ không có ai, mau làm đi. Hắn tiến đến bàn ca độ, đường họa trương hiểu ý, lặng lẽ lấy từ trong tủ ra những thẻ trúc thường dùng, tay cầm khăn lau sạch bụi, cực nhanh thay thế. Dương Tĩnh Nguyên giấu tay sau lưng ngoéo một cái, đường họa trương tự giác đưa thẻ trúc đã được gắn đinh nhét vào tay hắn. Đợi đến khi huynh muội nhà họ quý và Chu nhị lang đứng lại bên bàn ca độ, Dương Tĩnh Nguyên lần này chỉ bỏ 5 đồng tiền vào ống trúc, kích thích thẻ trúc. Thẻ trúc không dừng lại ở kỳ lân, lúc trước Chu nhị hoa bắt được một con, đường hỏa trương cắm lại vào đống dơm. Hắn giả vờ nói khác đi, chúc mừng Dương Tĩnh Nguyên. Lang quân vận khí tốt. Dương Tĩnh Nguyên nhấc con kỳ lân lên đưa cho Chu nhị lang. Bồi cho ngươi. Chu nhị lang hiểu rõ lòng giả, giả vờ cười tiếp nhận. Qua tay liền đưa con kỳ lân cho quý anh anh. Nhị nương, đây là ta ngươi cầm lấy rõ ràng đã chuẩn bị một đêm lời thoại, đắc ý nói với quý anh anh, đây là ta bắt cho ngươi. Bây giờ lời này lại không thể nói ra miệng, chu nhị lang nghẹn khuất không chịu được, quý diệu đình cũng buồn bực, chu nhị hoa thông đồng với đường hỏa trương để bắt kỳ lân, hắn hiểu được. Sao Dương Tĩnh Nguyên cũng hiểu cách làm này, quý anh anh nhận ra trò gian trong trò chơi, càng không muốn. chu nhị ca, đây là Dương Tam Lang bắt được để bồi cho ngươi. Ta không thể nhận chu nhị lang lúng túng dơ con kỳ lân lên trong lòng thầm kêu xui xẻo lúc này đột nhiên có người bên cạnh chứng kiến kêu lên chu nhị lang lại bắt được một con kỳ lân chắc chắn là gian lận đường hòa trương ngươi lại dám gian lận cá độ ngươi còn muốn mở quán nữa không đúng vậy trả lại ta năm đồng tiền vẽ con kỳ lân cho ta coi như xong hội chùa đông người có người kêu lên người xem náo nhiệt lại đổ tới vây quanh quán vẽ các vị tiểu lão nhi mở quán bốn mươi mấy năm, không lừa già trẻ, không lừa già trẻ nha. Đường hỏa trương sợ gặp tình huống như vậy, mặt mày đau khổ, không ngừng cúi chào mọi người. Không phải gian lận, làm sao có thể bắt được hai con kỳ lân. Đi, tịch thu dụng cụ của hắn, đến quan phủ. Đúng vậy, đến gặp quan. Bị chọc giận, người ta chen lấn về phía quán vẽ. Người vừa kêu la liền nhân cơ hội lấy ống trúc đựng tiền. Ẩm ý cái gì? bắt con kỳ lân rất khó sao? Khó lắm sao? Dương Tĩnh Nguyên vừa nói lớn, vừa đưa tay nắm lấy cổ tay người kia, lấy lại ống trúc đựng tiền đưa cho đường hỏa trương. Ai nói đường hỏa trương gian lận? Ta thấy các ngươi nhân cơ hội muốn cướp tiền đoạt đồ mới là thật. Nói xong, hắn dùng sức đẩy người kia ra. Người kia tức giận nói. Ta không có cướp tiền. Hắn gian lận, ta lấy lại 5 đồng của ta có sai không? Dương Tĩnh Nguyên cười lạnh một tiếng, đứng trước quán vẽ, chụp lấy cánh tay người kia ta và chu nhị lang bắt được kỳ lân chính là gian lận ngươi chắc bị đau mắt rồi người vây quanh cười rộ lên người kia nổi giận ngươi thử bắt lại một lần nữa cho ta xem dương tĩnh nguyên đưa tay về phía quý anh anh năm đồng ta sẽ bắt cho ngươi một con kỳ lân khi nói lời này ánh mắt của hắn lóe sáng trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một chút không tự nhiên lúc đó không định nhận kỳ lân của chu nhị lang chính là không muốn để mọi người lấy cớ hiện tại dương tĩnh nguyên muốn đưa nàng nàng nhận lấy chu nhị lang sẽ nghĩ sao không thích chu nhị lang quý anh anh cũng không muốn mất mặt hắn dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng quay mặt đi ta không cần hóa ra phá hỏng kỳ lân của chu nhị lang dây dưa không cho bọn họ đi là muốn đưa nàng một con kỳ lân do chính mình bắt được trong khoảnh khắc hiểu ra tâm tư của mình lại bị nàng dứt khoát từ chối dương tĩnh nguyên cảm thấy ngực như bị đâm một nhát có chốt đau nhức. Chương 37. Không cần đánh đổ, ai dám tin ta bắt được Kỳ Lân. Dương Tĩnh Nguyên mỉm cười, xoay người hỏi mọi người ở đó. Một đứa bé trai chen ra từ đám đông, giơ năm đồng tiền. Ca ca, ta muốn. Người duy nhất tin tưởng chàng là đứa trẻ này. Dương Tĩnh Nguyên không nhận tiền của cậu bé. Ca ca sẽ đãi, nếu bắt được Kỳ Lân, ta sẽ tặng ngươi. Trương lão đầu, ta chắc chắn có thể bắt được, ông vẽ đi mọi người đều chờ xem Dương Tĩnh Nguyên có bắt được kỳ lân không. Đường hỏa trương không biết nên cảm ơn hay ghét chàng, ngồi xuống múc nước đường bắt đầu vẽ. Nhìn xem, chắc chắn là làm càn, còn chưa truyền thẻ trúc mà hắn đã biết mình sẽ bắt được kỳ lân. Người vừa nghĩ trộm tiền trong ống trúc lại kêu lên. Dương Tĩnh Nguyên sắn tay áo, mở rộng hai tay cho mọi người thấy. Nhìn rõ chưa? Chàng ném vào ống trúc một hai đồng bạc, đưa tay kích động thẻ trúc ánh mắt mọi người dõi theo thẻ trúc chuyển động, thẻ trúc dần dần dừng lại. Kỳ lân, kỳ lân, ca ca ngươi thật giỏi. Cậu bé gieo hò, chạy đến trước mặt đường họa trương chờ nhận kỳ lân bằng đường. Thật sự vậy sao, vận may này cũng quá tốt đi. Tốt cái gì chứ, cuối cùng ta đã bắt được. Người kia cao giọng kêu lên. Vừa nãy ta đứng cạnh Chu Nhị Lang, khi hắn vé đường, trên tay có đeo chiếc nhẫn. Bây giờ chiếc nhẫn đó đã đổi lên tay hắn dương tĩnh nguyên đưa tay ra ngươi chắc chắn vừa nãy chu nhị lang đeo chiếc nhẫn này người kia quả quyết đúng ta chắc chắn không nhầm dương tĩnh nguyên cười nhạt nhìn chu nhị lang tháo nhẫn đưa cho người kia huynh đài mất thật tốt quả thật chu nhị lang vừa tặng cho ta nếu không thì ngươi thử dùng nó bất kỳ lân xem sao thử thì thử người kia cầm lấy chiếc nhẫn đưa về bàn ca độ a à, thì ra chiếc nhẫn này mang lại vận may tốt quý anh anh chợt hiểu Chu Nhị Lang hoảng sợ đến chân mềm nhũn, tức giận đến mức muốn lôi tổ tiên Dương ra ra thanh toán một phen, mặc kệ việc chào hỏi anh em quý thị, thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, mang theo người hầu chạy trốn. Chạy đi là tốt rồi, đỡ phải ta nhìn thấy ngươi lại tức giận. Dương Tịnh Nguyên cũng không vạch trần, nhìn chằm chằm quý anh anh trong lòng cảm oán thầm, xem đi, đây là anh trai ngươi khuyến khích ngươi tìm phu quân. Trong nháy mắt ánh mắt giao nhau, tia lửa bắn ra tứ phía nụ cười mỉa mai trên khóe miệng mỏng khiến quý anh anh tức giận. dù gì chu nhị lang cũng đối xử với ta rất chân thành. ta không thích là chuyện của ta. ngươi phải dọa người đi. ca ca, chúng ta đi trước xem hoa cúc. ngươi đi nói với chu nhị ca một tiếng. quý anh anh nói nhỏ đủ để dương tĩnh nguyên nghe thấy. ngươi dọa người chạy, ta sẽ mời lại về. nàng nhẹ nhàng quạt, lười nhìn lại, dẫn tương nhi và Lăng nhi bước vào trong. Dương Tĩnh Nguyên tức giận đến đau gan, hướng về người đang thử nhẫn ở bàn cá độ quát. Có vấn đề gì không? Thẻ trúc đã được đổi, nhẫn nam châm không còn tác dụng. Người kia phẫn nộ nắm chặt chiếc nhẫn, không cam lòng nói. Ngươi thử lại đi, nhìn kỹ đây. Dương Tĩnh Nguyên ném thẻ trúc, lại dừng đúng ở kỳ lân. Chàng xòe tay. Trả nhẫn cho ta. Người kia trả nhẫn lại cho chàng, mặt xanh mặt trắng, hét lên. Ta không tin ta không bắt chúng hôm nay đã ra ba con kỳ lân ta không tin không bắt chúng một con ta cũng sẽ thử đám đông xung quanh bàn cá độ làm ầm ĩ đồng tiền ném vào ống trúc phát ra tiếng vang đường hỏa trương cười híp mắt cung kính vẽ một con kỳ lân bằng đường đưa cho dương tĩnh uyên lang quân đi mạnh giỏi lần sau lại đến không có lần sau ta sớm chơi chán rồi dương tĩnh uyên cầm kỳ lân bằng đường rời khỏi đường hỏa quán chàng không mang theo người hầu nhân dịp trùng dương lễ tặng quà cho sư phụ, chàng đến Tam Đạo Yên để thỉnh giáo lão quản gia. Khi đi ngang qua thanh dê xem, chàng tình cờ thấy quý anh anh bước xuống xe, chàng không kìm lòng được mà vội vàng theo sau. Chàng dơ kỳ lân ngắm, trời xanh không mây, kỳ lân huy phong lẫm liệt, nước đường đọng lại như hồ phách đẹp đẽ. Không cần thì không cần, ai thèm. Dương tịnh Uyên không thích ăn đường, ngắm nhìn xung quanh, muốn tìm đứa bé để tặng. Dương Tam Lang Ai đang gọi chàng, Dương Tĩnh Nguyên nghe tiếng quay lại. Từ trong đám đông, một thiếu niên áo xanh, mũi cao rộng, lao ra chỉ chàng cười lớn. Dương Tam Lang, người lớn rồi mà còn ăn đường hỏa sao? Tang thập tứ, Dương Tĩnh Nguyên thuận tay nhét đường hỏa vào tay hắn. Ăn đường hỏa của ca ca, ngoan ngoãn nghe lời. Từ đâu đến thì về đó, đừng làm cái đuôi nhỏ của ca ca. Tang thập tứ hừ một tiếng, cắn đứt đuôi kỳ lân, nhai kêu răng rắc. Nói, Ngươi chạy đến đây làm gì? Người hầu cũng không mang theo, sao lại lén lút như vậy? Dương Tĩnh Nguyên nắm lấy tay hắn nhìn trời. Ngươi đến đây làm gì? Ba nàng thiếp của ta nàng nặc đòi ta đi cùng đến Thanh Dê xem rút thăm đoán mệnh, dâng hương thưởng cúc. Trong phủ có đám nha đầu bà tử đi theo rất đông, ta là nam nhân lớn, đi cùng cũng phiền phức lắm. Cho họ đi trước, ta đi dạo chợ này cũng thoải mái. Giỏi theo ánh mắt hắn. Dương Tĩnh Nguyên thấy một đám nữ nhân mặc đồ diễm lệ bước vào thanh dây xem. Chàng đếm trên đầu ngón tay, đúng, ba nàng thiếp, mỗi người ít nhất một thị tỳ, Cộng thêm hai ma ma trong phủ và hai tiểu nha đầu làm việc vặt. Nhiều nữ nhân như vậy, ẩm ý cũng đủ chết người. Dương Tĩnh Nguyên chế nhạo. Người mau thành thân đi, cưới nghiêu thất nương, nàng chắc chắn sẽ không để thiếp này quấn lấy ngươi. Ta còn muốn sống đến lúc con cháu đầy nhà nữa tang trường sử kết thân với phó đô đốc nghiêu gia nghiêu thất nương còn chưa ra đời thì tang thập tứ lang đã có vợ hắn lớn hơn nghiêu thất nương 4 tuổi sang năm nghiêu thất nương sẽ phải thành thân năm 14 tuổi tang thập tứ lang kéo dương tĩnh nguyên đi nhìn lén tương lai tiểu tức phụ hai người nằm trên đầu tường hậu hoa viên tang thập tứ lang say sưa nói với dương tĩnh nguyên ta thích nhất loại tiểu mỹ nhân nhu nhược này huynh đệ ta có phúc thật cha ta mất thật tinh kết quả là Ngưu Thất Nương nhu nhược phát hiện trên đầu tường có người, liền ôm một khối đá thái hồ nặng trăm cân bên hồ đập tới. May mắn Dương Tĩnh Nguyên tập võ từ nhỏ, tay mắt lanh lẹ kéo tang thập tứ lang nhảy xuống. Một tiếng vang lớn, tường rào bị đá thái hồ ném thủng một lỗ. Hai người té lăn trên đất, tang thập tứ lang nằm sấp bò tới, dùng hết sức dọn khối đá thái hồ. Tiểu bạch kiềm nghẹn thành cả tím cũng không nâng được đá. Hắn quay người ôm Dương Tĩnh Nguyên khóc lớn. Tam lang, ta không sống nổi. Từ đó tam thập tứ lang sợ nghiêu thất nương tái mặt. Tiểu thiếp lần lượt đưa về nhà, hắn nói với Dương Tĩnh Nguyên. Trước khi thành thân, để huynh đệ tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Lúc này tăng thập tứ lang nghe Dương Tĩnh Nguyên trêu gẹo mình, cười hắc hắc. Nghiêu ngũ nương thích ngươi, không bằng hai ta làm anh em đồng hao. Có nạn cùng chịu chứ. Dương Tĩnh Nguyên lạnh sống lưng. Nghiêu ngũ nương năm nay 18 tuổi, chưa có ai đến cầu hôn là có lý do trừ phi muốn dựa vào lưu phó đô đốc nhà ai chịu thu thiếu nữ mặt rỗ về làm dâu đâu lưu phó đô đốc thương nữ nhi cố gắng tìm con rể đẹp hơn phan an vì thế mà chuyện hôn nhân bị trì hoãn vì tam thập tứ lang kéo đi tiếp khách dương tĩnh nguyên cũng đến nghiêu ra chàng bị dung mạo của nghiêu ngũ nương dọa sợ nghiêu ngũ nương ngay lập tức chọn chàng lưu phó đô đốc không chê dương ra là thương hộ liền sai bà mối đến cầu hôn Dương đại lão ra thương yêu con, lấy cớ dương Tĩnh nguyên luyện đồng tử công, công pháp chưa thành không thể thành thân, để từ chối. Tam lang, nghe nói trong thành có nhiều tiểu nương tử đến thanh dê xem cúc. Hai ta cũng đi xem chứ. Tang thập tứ sau khi trêu lại Dương Tĩnh Nguyên, tiết lộ tâm tư mình vì phải bồi thiếp thất mà đến. Dương Tĩnh Nguyên không tự chủ nhớ tới quý anh anh, nghĩ đến chu nhị lang bồi nàng xem cúc, lòng chàng như bị móng mèo cào, lưỡng thưởng bị tang thập tứ kéo vào bên trong xem chương 38 Vào trong hội thanh dê, tang thập tứ lang giống như tên trộm, kéo Dương Tĩnh Nguyên vào góc tránh. Người gặp phải kẻ thù sao? Dương Tĩnh Nguyên kinh ngạc hỏi. Tang thập tứ lang vẻ mặt hạnh phúc và bị ổi. Là những oan gia của ta, không thể để các nàng thấy ta đi ngắm hoa một mình. Hắn nhấn mạnh hai chữ ngắm hoa, nháy mắt ra hiệu. Qua lớp khói mở ảo, Dương Tĩnh Nguyên thấy mấy thiếp thất của Tang thập tứ lang đang thành kính dập đầu. Dương Tĩnh Nguyên suýt bật cười. Tang thập tứ lang đây là đang nghĩ đến việc nâng đệ tứ phòng tiếp thất về nhà hay sao? Hai người nhanh chóng đi qua hỗn nguyên điện, đến bát quái đỉnh giữa tam thanh điện và hỗn nguyên điện. Bát quái đỉnh có kiến trúc ba tầng, phía dưới là bệ đá cao, trên có hai tầng. Đỉnh đặt trên bệ đá hình vuông, thân đỉnh hình tròn, biểu tượng của thiên viên địa phương thời cổ đại. Trên mái đỉnh có hai lớp sơn, đỉnh mái cong cao, cạnh có hai hàng mỏ diều hâu bốn phía đỉnh có cửa sổ khắc họa văn rùa, cửa chính hướng nam có điêu khắc 12 cầm tinh thái cực đồ, tạo hình cổ kính trang nhã. Toàn bộ đình đều được làm từ gỗ đá, kết cấu vững chắc. Mái nhà có ba màu ngói lưu ly, li, nóc nhà có hình cánh sen và hồ lô bằng ngọc lưu ly. Li. Bên ngoài có tám cột đá điêu khắc chạm giống hình cốt long, khí thế hùng vĩ, như muốn bay lên trời. Con đường dẫn đến bát quái đình được bày đầy hoa cúc, du khách trong và ngoài đình rất đông, nhộn nhịp ngoài đình có bày một án thư, để sẵn giấy và bút mực, một nhóm thư sinh hưng phấn thi hứng. Đoán rằng là thư viện trong thành cùng trường kết bạn đến chơi, phần lớn là thiếu niên, dẫn đến các cô gái thường quốc dần dần tụ lại. Dương Tĩnh Nguyên và Tam Thập Tứ Lang đều từng học trong học đường. Viết chữ đẹp là để trang điểm cho mình, không tham gia khoa cử cũng phải luyện một tay chữ đẹp. Hai người tuy chơi bời, nhưng cũng luyện được chữ tốt. Về phần ngâm thơ đối đáp, Dương Tĩnh Nguyên có thể đối thiên đối địa, mưa đối gió. Tang Thập Tứ Lang có thể đối hoa trên núi với hải thụ, ngày đỏ với trời cao. Hai người trình độ cũng chỉ đến vậy. Tang Thập Tứ Lang ban đầu định đến tán gái, thấy các cô gái đẹp như hoa chỉ nhìn đám học sinh, lòng ghen tị. Tam Lang, nhớ khi xưa học chung, ngươi thuộc thơ giỏi hơn ta đúng không? Dương Tĩnh Nguyên không ngốc. Ngươi nói đúng, chúng ta cũng thuộc vài bài thơ. Bây giờ là thi làm thơ, không phải thuộc thơ ngươi không mua vài bài để thuộc gấp sao? Thất sách à? Tang thập tứ lang đau đớn than thở. Ta đã mua vài bài thơ để chuẩn bị cho cuộc thi mùng 9 tháng 10. Hôm nay tạm thời bị kéo đến hội thanh dê, làm sao tìm được thơ vịnh cúc trong thời gian ngắn? Ngươi nghĩ cách giúp ta đi. Lúc gặp chuyện mới ôm chân Phật, sao có thể trông cậy vào ta? Dương Tịnh Nguyên nhìn theo ánh mắt của Tang thập tứ lang, không nhịn được dùng cùi trò đụng hắn. Thấy chưa? Ừ, so với cô nàng si rượu kia còn mạnh hơn. Cô nàng si rượu không bị tang thập tứ lang đùa giỡn, nhưng lại thành công làm thiếp thứ ba của hắn. Dương Tĩnh Nguyên cẩn thận quan sát cô nàng, hỏi. 14. Người thích loại này, trông yếu ớt thế này. Tang thập tứ lang ưỡn ngực, liếc mắt nói. Càng là nữ tử mềm mại, càng làm cho ngươi giống nam nhân hơn. Lớn lên cũng giống như nghiêu thất nương đi. Dương Tĩnh Nguyên không tốt bụng cười khúc khích. Ngươi nói thật, ngươi rất thích nghiêu thất nương phải không? chỉ là sợ không đánh lại nàng. 10 tuổi có thể ôm đá thái hồ nặng hơn 100 cân để đập người, đó là nữ nhân sao? Tang thập tứ lang nhất định muốn trước ngày thành thân tận hưởng lạc thú, thu thêm vài phòng thiếp thất. Lúc này, trong đám người vang lên một tiếng khen ngợi. Một thiếu niên làm được vài câu thơ hay, mặt ngượng ngùng cười, chắp tay chào mọi người. Cô nàng kia cũng hân hoan, ánh mắt không rời khỏi hắn. Cô nàng dường như quen biết với thiếu niên làm thơ kia, tang thập tứ lang lòng lại ngứa nhưng hiểu rõ tình thế không dám vì tiện tiến lên đùa giỡn thiếu niên kia mặc bộ áo dài màu lam đã bạc màu do giặt nhiều nhìn là biết đệ tử nhà nghèo hắn cũng không tuấn tú nhưng nếu có tài làm thơ hay sao cô nàng kia lại không thích hắn tang thập tứ lang càng nghĩ càng nóng lòng tam lang giúp ta nghĩ cách làm thơ vĩnh cúc hôm nay ta tang thập tứ bất kể giá nào quý anh anh chắc chắn không chen lấn vào đám đông để nghe người khác ngâm thơ. nàng ở đâu? dương tĩnh Nguyên vừa nói chuyện với tang thập tứ lang vừa tìm kiếm quý anh anh. nàng hôm nay mặc váy lụa màu xanh nhạt, tay áo vàng nhạt, mềm mại như hoa mùa xuân. không đủ diễm lệ, không đủ nổi bật đúng. tìm chu nhị lang. mặt đỏ, to con, tìm hắn dễ hơn tìm quý anh anh. tam lang, ta nghĩ ra một câu, ngươi nghe thử. lúc này tang thập tứ lang vò đầu bứt tai. Gió thu lạnh rung hoa cúc hương. Sao, nói mau, bát quái ngoài đình phơi nắng. Dương tĩnh nguyên thuận miệng đáp. Ồ, còn rất hợp vần, còn cần hai câu nữa. tang thập tứ lang vui mừng quá đỗi. Ta không nghĩ ra được. Dương tĩnh nguyên lắc đầu, đột nhiên nảy ra ý, cười hắc hắc. Nguy ngốc à, không biết đem hai câu này ra, treo giải thưởng một hai lượng bạc cầu xin tuyệt cú. Nhưng những thư sinh kia làm, rồi thuận thế khen tặng hai câu, chẳng phải có thể bắt chuyện với tiểu nương tử bên cạnh hắn. Chật chật, Dương Tam Lang, ta không ngờ ngươi lại gian trá thế. Tam Thập Tứ Lang nhìn Dương Tĩnh Nguyên, mặt cười tươi, ôm chầm lấy hắn. Nếu có được tiểu nương tử này, huynh đệ ta sẽ mời ngươi lên tán hoa lâu uống rượu. Tam Thập Tứ Lang hưng phấn mang theo hai người hầu chen vào đám đông. Các vị, ta vừa nghĩ ra hai câu thơ. Dương Tĩnh Nguyên không muốn nghe tiếp. Hắn đi vòng qua bát quái đình, mắt nhanh chóng thấy Quý anh anh, liền lùi nhanh về phía sau cột đá, lặng lẽ thò đầu ra. Trên bậc thang có Tương Nhi và Lang Nhi, nhưng không thấy Quý Diệu Đình và Chu Nhị Lang. Trên lan can có một chậu tử yến tân trang, nhụy hoa màu vàng, cánh hoa màu tím phấn nở rộ, rất đẹp. Quý anh anh đứng trước chậu cúc, nhìn không chớp mắt. Cánh hoa cúc màu tím phấn, Quý anh anh mặc quần áo màu sáng mềm mại, Dương Tĩnh Nguyên có ảo giác như nàng hóa thành cành lá của cây cúc. Quý anh anh rút ra từ tay áo một chiếc khăn gấm. Không biết khăn gấm thêu gì, nàng nhìn chăm chú, rất lâu không ngẩng đầu lên. Khăn gấm thêu gì? Dương Tĩnh Nguyên tò mò không chịu nổi, hắn nhanh chóng chạy đi, lên lầu 2, nhìn xuống từ trên lầu. Trên khăn gấm nàng cầm thêu một cây cúc, giống với chậu tử yến tân trang trước mặt nàng, nhưng dường như không phải. Nàng giơ khăn gấm lên, Dương Tĩnh Nguyên ngạc nhiên thấy hoa cúc trên khăn gấm biến mất. Hắn tưởng mình hoa mắt, còn muốn nhìn lại thì Quý Diệu Đình và Chu Nhị Lang đã tới, Quý Anh Anh đã cất khăn gấm vào tay áo. Dương Tĩnh Nguyên rụt đầu về, dựa vào lan can lầu hai lặng lặng nghe. Hắn đột nhiên cảm giác có một luồng gió mạnh đánh tới, Dương Tĩnh Nguyên ra tay nhanh như điện bắt lấy tay hướng mình, thấy là Tang Thập Tứ, liền thuận thế bịt miệng hắn. Hắn rất cảm ơn Tang Thập Tứ Lang đã không lên tiếng gọi mình tang thập tứ lang bị bóp chặt vai và bịt miệng, gấp đến mức dùng mắt chừng hắn, không tiếng động hỏi, làm gì vậy? Dương tĩnh nguyên thở dài, buông lỏng tay ra. tang thập tứ lang thăm dò nhìn xuống dưới, nhận ra quý anh anh. Hắn hưng phấn, hai mắt sáng lên, hạ thấp giọng nói. 15 tháng 8 ở Hoán Hoa Khê, chính là nàng đạp chu thất lang xuống sông, gọi người đến đánh chúng ta. Tam lang, người thật tinh mắt, nói đi, người định trả thù thế nào? núp ở lầu hai nhìn lén quý anh anh, lại bị tang thập tứ lang tưởng tượng thành chuyện khác. Dương tĩnh nguyên đỏ tai, đối diện với ánh mắt sáng của tang thập tứ, hắn nảy ra ý hay, kéo cổ tang thập tứ, nói nhỏ vào tai hắn. Nàng thích miếng thịt kho tàu kia, muộn hắn thế nào? Tang thập tứ lang gật đầu như gà mổ thóc. Được, sau đó tiểu gia sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, quyết định vậy đi. Người đi anh hùng cứu mỹ, còn ta, Dương tĩnh nguyên như nuốt phải hoàng liên, đắng mà không thể nói. Vừa rồi đông người, cô nàng không để ý ta, không tiện ra tay. Tang thập tứ lang về mặt tiếp núi, tiếp tục châm chọc dương tĩnh nguyên. Là huynh đệ, phải làm đẹp một chút, đóa hoa có gai này, tiểu ra hái chắc. Dương tĩnh nguyên, cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 39. Dưới đình, mọi người không biết rằng trên bát quái đỉnh có người đang nghe lén. Thấy hai người đi tới, quý anh anh bước đến gần chậu hoa cúc trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa thật chiều mến không rõ về chuyện triệu ra trước cẩm chu nhị lang cứ ngỡ quý anh anh thích chậu hoa cúc này vừa vào bát quái đình nàng thấy chậu cúc liền đứng lại không đi hắn liền hỏi nhị nương rất thích chậu cúc này quý anh anh thuận miệng ngâm một câu thơ không phải hoa nào cũng đáng yêu như cúc cúc nở rồi hoa khác chẳng còn ánh mắt nàng nhìn quý diệu đình đầy thương cảm và bất đắc dĩ đúng vậy ta rất thích Quý Diệu Đình thật muốn tự tát mình một cái. Sao hắn có thể quên được? Vài ngày trước, muội muội vì triệu gia đang đấu gấm mà gần như phát điên vì cúc. Hắn lại dẫn nàng đi ngắm cúc, để nàng thấy những điều không nên thấy. Nghĩ đến vẻ mặt của muội muội, Quý Diệu Đình cảm thấy đau lòng. Muội muội và Triệu Tu Duyên lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm nhiều năm như vậy, chỉ vài ngày không gặp, nàng đã không thể chịu đựng nổi. Cũng may hắn chỉ muốn Quý Anh Anh biết ý định của gia đình tương lai khi từ chối hôn sự với triệu gia, sẽ không quá đột ngột. Quý Diệu Đình nghĩ rằng biểu hiện hôm nay của Chu Nhị Lang cũng khá tốt. Đường Kỳ Lân đưa đến, hắn có thể tặng nàng chậu hoa cúc này. Từ Yến Tân Trang là loài hoa nổi tiếng, không phải hàng thường. Chu Nhị Lang rất phóng khoáng nói, ta sẽ hỏi xem chủ nhân là ai, nhờ họ nhường lại. Hầu hết hoa cúc ở đây không thuộc về đạo quán. Người đường rất yêu hoa. Khi gặp dịp, họ thường mang những chậu hoa trồng ở nhà đến để thưởng thức và bình luận. Hoặc là vài bức tranh, hoặc là vài tác phẩm xuất sắc. Giá trị của hoa tăng lên, chủ nhân cũng tự hào. Hoa cúc không giống như mẫu đơn mà người đường mê luyến. Trưng bày ở đảo quán thì an toàn cầu xin phù hộ không kịp, ai dám đụng vào. Chậu tử yến tân trang này cũng không ai trông coi, tùy ý đặt trên lan can đá. Quý diệu đình vừa khen ngợi chu nhị lang trong lòng, thấy hắn sung phong muốn tặng chậu cúc này, nghĩ thầm, người đưa gì cũng được, nhưng không thể đưa chậu hoa cúc này. Quý anh anh cũng cảm thấy không thoải mái. Quý huynh muội gần như đồng thanh, không cần. Quý diệu đình chuyển đề tài, bàn chuyện lâu rồi, đi vào rừng dùng chút trà bánh thế nào. Khi đoàn người vừa rời khỏi bát quái đình, chu nhị lang quay lại nhìn chậu hoa cúc, lặng lẽ nói với quý diệu đình, đại lang, ta đi giải quyết chút việc. Quay lại ta sẽ tìm ngươi. Hắn chạy nhanh đi, quý huynh muội cũng không để ý, cùng nhau bước đi. Niệm thơ gì vậy, ngươi đang nói đại ca mù đốt đèn, phí công phải không? Quý Diệu Đình tức giận nói, quý anh anh nghịch ngợm nói, chu nhị ca thật tốt. Lúc nhỏ hắn bắt rắn nước dọa ta, ta đạp hắn xuống sông, hắn khóc nước mắt nước mũi đầm đìa. Thật sự không thể nào ghét được. Quý Diệu Đình tức giận nói, những đứa trẻ nghịch ngợm như Tam Đạo Yển trước đây có đứa nào không vậy? Triệu nhị lang còn leo cây dâu hái quả, ăn đến miệng răng đen xì, như tiểu quỷ của Diêm La Điện. Là ta leo cây hái quả dâu, hắn ngồi dưới cây dùng khăn tay đón, người khác hái, hắn không ăn đâu, quý anh anh nhẹ nhàng sửa lại, thấy quý diệu đình tức giận, nàng vội nói thêm, ca, để sau khi đấu gấm xong rồi hãy nói, được không? Vài ngày ngắn ngủi, làm sao ta có thể thay đổi ý định được? Nếu ta nói có, thì là lừa dối ngươi. Quý diệu đình lúc này mới vui vẻ, ta không phải muốn ép ngươi thích Chu nhị lang thật sự là triệu phu nhân không thích ngươi. Ngươi và triệu nhị lang có tình cảm, nhưng tương lai cũng khó mà sống chung. Nếu không chọn chu nhị lang, ca còn giữ lại cho ngươi những bước hòa kia. Quý anh anh cúi đầu, nàng biết triệu phu nhân không thích mình, lại có việc của cố mama. Mẹ nàng không muốn kết thân với triệu gia, trong lòng nàng như đè nặng một tảng đá lớn, buồn bã đến khó thở. Chỉ muốn kéo dài đến khi đấu gấm kết thúc, rồi gặp triệu nhị lang nói sau quý huynh muội cùng tỷ nữ đi xa. Trên lầu 2 của bát quái đình, Dương Tĩnh Nguyên và Tang Thập Tứ Lang mới ló đầu ra. Tang Thập Tứ cười ha hả, Chu Nhị Lang giáo giác quay đầu lại rồi một mình chạy đi, chắc là đi tìm chủ nhân của chậu hoa cúc này. Làm chuyện xấu không phải lần đầu phối hợp, hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Tang Thập Tứ Lang chỉ huy người hầu, đi theo Chu Nhị Lang, xác minh rồi báo lại. Lại dặn một người hầu khác đi hỏi thăm chủ nhân là ai. Hai người hầu nhận lệnh, xuống lầu và đi theo từng hướng. Dương Tính Nguyên và Tang Thập Tứ đi xuống lầu, chạy đến phía sau đình. Ta sẽ canh chừng cho ngươi, Tang Thập Tứ lang nói với Dương Tính Nguyên. Phía trước, những người đang tụ tập vẽ tranh và ngâm thơ đều cách xa bát quái đình, đi vào rừng bên cạnh để nghỉ ngơi uống trà. Dương Tính Nguyên thấy không có ai, chạy nhanh đến chậu hoa cúc tử Yến Tân Trang, bẻ một cành rồi giấu vào ống tay áo. Tang Thập Tứ lang cười gian, sẽ làm cho Chu Nhị lang không thể nào giải thích được không lâu sau, người hầu trở lại thờ hồn hển báo cáo. Tang thập tứ lang vỗ tay mừng rỡ, không hề phí công sức. Lúc này, cùng Dương Tính Nguyên đi xuống lầu và chạy vào rừng cây bên cạnh. Chu nhị lang đâu biết mình bị gài bẫy, sau khi hỏi thăm được chủ nhân của chỗ tử yến tân trang, vội vàng chạy về bát quái đình. Phía ngoài đình, trong rừng cây có những chỗ ngồi giải rác, du khách từng nhóm năm ba người ngồi nghỉ ngơi, có đạo đồng mang lò than nhỏ, dụng cụ trà và trà bánh tới để phục vụ du khách. Chu Nhị Lang một lòng muốn mua chậu hoa cúc này cho quý anh anh, cố gắng tránh mặt quý huynh muội. Hắn đưa tiền cho một đạo đồng, nhờ chỉ dẫn đến chỗ của Tang Thập Tứ Lang. Trong rừng cây, hương trà lượn lờ, Tang Thập Tứ Lang vẻ mặt vui vẻ, tĩnh tâm pha trà. Hai người hầu ngồi trồm hổm bên cạnh hầu hạ. Chu Nhị Lang không biết gì, vừa nhìn thấy, liền cảm nhận vị lang quân trước mắt ăn mặc đẹp đẽ, cử chỉ tao nhã, rất giống phong cách ngụy tấn hắn lập tức tiến lên ôm quyền trào, tại hạ tam đạo yển chu lúc, xin làm phiền. Tang thập tứ lang giả vờ làm danh sĩ, yêu nhã rót trà, trăng sáng gió mát, tự tại quá, nói gì đến làm phiền. Mời ngồi. Chu nhị lang tiến lên ngồi trồm hổm trước bàn trà, cho đến khi tang thập tứ chậm rãi rót trà xong, nhìn thấy bông hoa sơn trà như tuyết, lại thêm một đóa hoa cúc, không khỏi khen ngợi, lang quân thật khéo tay. Tang thập tứ giơ tay, làm động tác mời chu nhị lang nâng chung trà nhỏ tinh tế người hương uống cạn rồi khen hương hắn đặt chén trà xuống thành khẩn chấp tay nói lang quân có phải họ tang trong phủ đứng hàng thứ 14. đúng vậy tang thập tứ lang vẻ mặt kinh ngạc chu lang quân sao biết được chu nhị lang thẹn thùng cười tại hạ hỏi thăm nửa đường sĩ chậu tử yến tân trang kia là của tang lang quân muốn mời lang quân nhượng lại cho ta à chậu hoa cúc kia tại hạ mới quen đã thân với chu lang quân tặng cho ngươi liền được đi nào mang hoa đến tang thập tứ khẽ mỉm cười người hầu nghe nói chậu hoa cúc đó thuộc về sư gia yêu cúc của phủ trưởng sử nghe rằng tiểu lang quân quý phủ muốn liền không nói hai lời mà tặng ngay đa tạ chu nhị lang vui mừng quá đỗi đứng dậy ôm quyền ở tam đạo yển tang lang quân có việc gì cứ tìm ta tang thập tứ cũng đứng lên kéo tay chu nhị lang chu huynh khách sáo để gặp quý anh anh, hôm nay Chu Nhị Lang rất chú trọng, mặc bộ lụa bào màu xanh sẫm cổ tròn tay rộng. Vì muốn lấy lòng, hắn đã chuẩn bị trà quả điểm tâm và hầu hạ quý huynh muội. Không ai nhắc nhở, Tang thập tứ lang mới quen đã thân kéo hắn đi. Trong lúc đó, Dương Tĩnh Nguyên lén giấu cành hoa cúc vào ống tay áo rộng của hắn. Chương 40. Dừng cây cách bát quái đình không xa, Tang thập tứ thân mật kéo Chu Nhị Lang lại để trò chuyện. Người hầu mặt mày u ám ôm chậu hoa cúc đến lang quân, không biết tên bỉ ổi nào đã bẻ gãy hoa cúc. Chậu cúc này được chăm sóc tỉ mỉ từ một gốc cây. Hoa đã bị bẻ, trong chậu chỉ còn lại một đoạn cành không ra hoa. Vết bẻ vẫn còn mới. Tang thập tứ giận dữ, buông tay Chu Nhị Lang. Thật vô lý. Chu Nhị Lang cũng lo lắng. Trước đây không lâu vẫn còn nguyên vẹn, ai lại bị ổi như thế, đi hái trộm hoa. Cánh tay hắn rủ xuống, cành hoa cúc bị Dương Tĩnh Nguyên ném vào tay áo hắn rớt ra một nửa. Chu Nhị Lang còn chưa kịp phản ứng, Tang Thập Tứ đã thay đổi sắc mặt, chỉ tay lớn tiếng. Tốt lắm, Tam Đào Yển Chu, ngươi bẻ hoa của ta, không trách được lúc trước tìm ta xin mua, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại dám bắt nạt ta như vậy. Cái gì? Chu Nhị Lang không hiểu chuyện gì xảy ra, người hầu giọng còn lớn hơn Tang Thập Tứ, lớn tiếng kêu. Lang quân nhà ta hảo tâm mời ngươi uống trà, còn tặng hoa. Không ngờ ngươi lại là tên trộm bẻ hoa của lang quân ta. Mọi người trong rừng đang pha trà, nghỉ ngơi, tán gẫu vui vẻ mà không lớn tiếng. Bên này kêu la quá lớn, mọi người xung quanh đều nghe thấy và tìm đến. Chu nhị lang lo lắng đến mức xua tay. Không phải ta bẻ. Lần này thật rõ ràng, người vây quanh tận mắt thấy cành hoa cúc bẻ gãy từ tay áo Chu nhị lang rơi xuống đất, ánh mắt nhìn Chu nhị lang liền thay đổi. Những học sinh sang sớm đã vịnh cúc vẽ tranh lại tức giận, nói có sách, mách có chứng, đoán đâu chúng đó, từ ba tuổi đến già đều thẳng thường nói Chu Nhị Lang là kẻ tội đồ. Chu Nhị Lang tính tình ngay thẳng, không biết nói dối, cãi nhau với đám học sinh kia, nhiều lần chỉ nói một câu. Không phải ta, ta bị hãm hại. Tang thập từ có nhân chứng vật chứng, thờ hùng hộp nói. Dù ngươi bị oan, tại sao lại chúng ngươi? Rõ ràng là ngươi bẻ hoa, chỉ sợ bát quái đỉnh có người thấy, mới nghĩ đến tìm ta mua chậu cúc này. Nếu không phải vậy, ngươi vì sao phải tìm ta mua hoa? Bằng hữu của ta thích chậu hoa này, lưu luyến không rời, nên ta mới muốn mua tặng nàng. Đúng vậy, ta muốn nghe câu này. Tang thập tứ hừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi vì bằng hữu thích, nên mới bẻ cành hoa này. Không phải vậy, Chu Lang Quân, ta với ngươi mới quen đã thân, nguyện tặng hoa, cũng cảm thấy ngươi không giống người bẻ hoa. Tang thập tứ cố ý thở dài, mặt nghiêm trọng. Ta hiểu rồi, hoa là do bằng hữu ngươi bẻ ngươi tìm ta mua hoa để che giấu cho bằng hữu ngươi đúng không? Mọi người nhìn Chu Nhị Lang bằng ánh mắt khác, bằng hữu làm sai, Chu Nhị Lang đứng ra mua hoa để che giấu chuyện này. Quả là người cao thượng. Bằng hữu của ngươi là ai? Sao không thấy hắn đứng ra thừa nhận? Bằng hữu vô ý làm vậy. Tang thập tứ khuyên nhủ chân thành. Chu Lang Quân, đừng để lòng người hiểm ác làm mở mắt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ta không thể để ngươi bị người này liên lụy, nhất định phải tìm ra nàng. Chu Lang Quân, người bẻ hoa là ai? Ngươi bị chỉ trích, nàng lại trốn tránh, đừng vội bao che nàng. Đang tranh chấp, người hầu của Chu Nhị Lang tới tìm hắn, sau khi nghe kể liền vội nói cho quý thị huynh muội. Quý Diệu Đình và quý anh anh kinh hãi, vội vã chạy tới. Hai người hầu kêu một tiếng Lang Quân, chen vào đám đông bảo vệ bên cạnh Chu Nhị Lang. Thấy quý anh anh đến, Dương Tính Nguyên cũng vừa xuất hiện, lại vừa nhận ra quý thị huynh muội và Chu Nhị Lang, mặt đầy kinh ngạc, cao giọng kêu: đây không phải là bác kỳ lân chu nhị lang sao quý huynh quý nhị nương các ngươi ở đây à xảy ra chuyện gì hắn thành công truyền tầm mắt của mọi người về phía quý thị huynh muội chu nhị lang nóng này vội chắn trước quý anh anh lớn tiếng nói hoa không phải nàng bẻ nàng thích chậu cúc này như vậy sao lại bẻ nhánh hoa chu lúc a à, chu lúc ngươi không hiểu gì sao trong đầu ngươi chắc đầy cứt heo mới không đợi được mà nhảy ra hãm hại chúng ta vừa nghe đại khái, chưa kịp nói rõ quý diệu đình và quý anh anh đều trong lòng mắng chửi chu nhị lang. Mọi người nhìn quý anh anh với ánh mắt chán ghét, nghĩ rằng không thể nhìn người qua bề ngoài. Tiểu nương tử này nhìn xinh đẹp đáng yêu, nhưng đức hạnh kém, ham hoa đẹp, liều lĩnh bẻ hoa. Còn khiến chu gia lang quân chịu tiếng xấu thay, che giấu cho nàng. Chu nhị lang hét lớn hơn. Thật không phải nàng. Quý diệu đình nhìn chu nhị lang cao lớn, rất muốn đá một cước cho hắn ngã nhào. Ai bị mọi người dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm cũng sẽ nóng giận. Quý anh anh bị Chu Nhị Lang chắn trước, lòng tức giận dâng trào, đẩy hắn ra và hắng giọng nói: "Ai bẻ hoa, có ai thấy ta bẻ thì đứng ra đối chất." Sắc mặt và ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng lộ ra ý, ơ, còn không thừa nhận. Nhìn mặt mày xanh lét, chắc sắp nghẹn chết. Hoa bị Chu Nhị Lang giấu trong tay áo, không phải ngươi bẻ thì là hắn. Chu Nhị Lang kịp thời hét lớn: "Không phải ta!" Mọi người đồng loạt nhìn về phía quý anh anh. Nghe thấy không? Không phải hắn. Vậy chắc chắn là ngươi. Quý anh anh suýt nữa ngất vì tức. Chu nhị lang lúc này mới phản ứng. Giang tay chắn trước quý anh anh. Không phải nàng. Ai tin nổi. Quý diệu đình lặng lẽ loại chu nhị lang khỏi danh sách em rể. Bước lên một bước. Huynh muội chúng ta đã xem qua chậu cúc này. Khi rời bát quái đình. Còn thấy có du khách đi qua. Nếu ai còn nhớ. Xin làm chứng cho chúng ta. Vừa nói xong, người vây xem thật có người nhớ. À, giống như ta có thấy tiểu nương tử này, nàng mang theo hai thị tỳ trong đình xem xét cây cúc. Nếu muốn bẻ, nàng đã bẻ từ sớm. Ta nhớ ra rồi, ta thấy họ rời bát quái đình đi về phía rừng cây, chậu cúc vàng óng ánh, cánh hoa phấn hồng, thật xinh đẹp. Khi đó còn đặt nguyên trên lan can, nhưng sau đó chu nhị lang rời đi giữa chừng, chắc là hiểu lầm. Tàng thập tứ cắt lời người nọ, để mọi người rơi vào mơ hồ. Hắn là khổ chủ, đương nhiên có quyền định đoạt, hắn bày ra dáng vẻ tao nhã nhất, ôn nhu nói. Tiểu nương tử nếu đã lưu luyến hoa này, sao nhẫn tâm bẻ nhánh hoa? Lại có nhân chứng, oan uổng tiểu nương tử, ta nghĩ chắc là kẻ tâm địa đen tối bẻ hoa bỏ quên. Chu lang quân hiểu lầm tiểu nương tử làm, vì vậy tìm ta xin mua hoa này, một trận hiểu lầm, quấy giày chư vị uống trà. Nói xong, hắn bao quanh vái chào, tạo hình quý công tử yêu nhã lễ phép, lập luận sắc xảo tâm đen không có mắt tang thập tứ người làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống nhưng lại đâm sau lưng huynh đệ sảng khoái đúng không dương tĩnh nguyên liếc mắt cười lạnh hắn lặng lẽ móc thỏi tiểu nguyên bảo trong hà bao gọi đứa bé xem náo nhiệt lại dặn dò vài câu cành hoa rơi từ tay áo chu nhị lang nhưng không ai thấy hắn bẻ tang thập tứ chỉ nói là nhặt được chủ nhân không truy cứu người vây xem lắc đầu tàn đi hoa đẹp tặng mỹ nhân tiểu nương tử nếu thích chậu cúc này, tài hạ còn vài chậu ở nhà, xin tặng một chậu cho tiểu nương tử. Tang thập tứ đùa giỡn tiểu nương tử vô số, tạo hình lang quân yêu nhã, giả trang giống như đúc. Tài hạ là tang thập tứ ở ích châu thành, gia phụ là châu phủ trường sử. Nói cho hai huynh muội biết, ta là con quan, chạy hòa thượng không trốn khỏi miếu, yên tâm mà kết giao. Mời không bằng gặp, xin chư vị ngồi xuống thưởng trà của tài hạ. Uống trà, mọi người liền thân thiết. Thân thiết có cơ hội tiến thêm một bước thông đồng, nâng về nhà làm đệ tứ phòng tiểu thiếp. Tại hạ là Dương Tĩnh Nguyên ở Ích Châu, đứng hàng thứ ba. Nói không ngừng, mời Tang Lang một ly trà. Dương Tĩnh Nguyên chân dài bước tới, tự giác ngồi xuống. Không may, ngồi đối diện quý anh anh, trên bàn trà, Tang thập tứ lại biểu diễn trà đảo. Màu xanh lưu vân của váy dài phất động, như cơn gió thổi qua bầu trời xanh. Đối diện bàn trà, Dương Tam Lang mặc áo cẩm y, anh khí bừng bừng tuấn mỹ kiêu ngạo. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng bay đi, rồi lại dừng trên mặt muội muội, muốn nói mà không nói được. Dưới tay, Chu Nhị Lang ánh mắt lướt qua nhìn hướng muội muội, lại có dấu hiệu chảy nước miếng. Xung quanh, cây bạch quả vàng óng ánh, Quý Diệu Đình có chút hoảng hốt, mùa hè chưa đến, mùa xuân cũng qua rồi. Tại sao tiểu muội lại có bầu trời hoa đào sáng lạn? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn